Và ngay sau đây, cho phép Tuấn Hương xin được gửi tới tất cả quý vị một bài hát nói về một tình yêu rất thiêng liêng. Bài hát Mẹ Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say. Vì đàn con thương ấy bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn khôn. Luôn bên con khuyên răn con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm hôm con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù cơm ly, nhưng con thật lòng muốn nói. Anh sao đêm cho con sát soi làm mẹ yêu khúc hát, dù con trong giấc mơ làm mẹ yêu. Mẹ là cánh xin cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con. Mẹ yêu dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu. Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi, ôi mẹ yêu. Hay quá, hay quá. Mẹ xin được giới thiệu với tất cả quý vị người mẹ kính yêu và gia sinh này nhà Quang Anh. Anh sao đêm cho con xác rồi là mẹ yêu khúc hát, dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con. Mẹ yêu dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu. Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi, ôi mời Quang Anh quay lại sân khấu. Minh Sù sẽ xin phép được mời cô lên sân khấu luôn được không ạ? Và một tràng hỗ tay cho cô ạ. Thật sự phải nói là ca khúc vừa rồi làm cho tất cả chúng ta cảm thấy vô cùng xúc động. Trong cái phiên bản gốc á, thì anh Tuấn Hưng cũng có hát với sự xuất hiện của mẹ của mình ở phía dưới. Và ngày hôm nay đây là ý đồ của bạn, mong muốn là tái hiện rõ nét nhất, hay là bạn cũng muốn là mẹ của mình xuất hiện trong một cuộc thi rất là quan trọng đối với chính bản thân mình? Kính thưa tất cả quý vị khán giả, trong mỗi một cuộc đời ai cũng đều có một cái tình yêu lớn lao đối với cha và mẹ của mình. Mặc dù đã là một chàng trai trưởng thành như thế này, nhưng đối với mẹ thì Quang Anh lúc nào cũng vẫn còn nhỏ bé. Và từ sâu trong chính trái tim mình, có rất nhiều lần trong cuộc sống Quang Anh muốn được một lần nói với mẹ con yêu mẹ, nhưng cũng chưa làm được. Và ngày hôm nay thực sự là một điều con muốn nói với mẹ con yêu mẹ rất nhiều.
Cô có muốn nói gì với con trai của mình hay không ngày hôm nay ạ? Lời với con trai là mẹ rất là yêu con. Một tràng hối tay nữa cho tình cảm rất là đặc biệt này. Và con hy vọng rằng là cô sẽ luôn luôn cảm thấy hạnh phúc như thế, bởi vì là cậu con trai của mình ngày hôm nay đã trưởng thành rồi cô nhé. Dạ, bây giờ là con sẽ mời cô về dưới lại để có thể theo dõi tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cảm xúc của ban giám khảo dành cho tiết mục này với sự hóa thân của Quang Anh. Xin mời giám khảo Minh Tuyết hay sao ạ? Cái điều đầu tiên mà Tuyết thích nhất ở bạn đó là cái nét rất là khẳng khái, rất là đàn ông. Và cái nét này là cái nét mà đặc trưng của Tuấn Hưng. Điều thứ hai là bạn có nghiên cứu phong cách của Tuấn Hưng. Cái phong cách mà Tuyết không biết giải thích như thế nào, giống như là kiến cắn ở đằng sau lưng á. Đúng, cái nhíp lên như thế này. Đứng cái gì nè. Không, nó cứ cành nhúng. Không, nó cứ cành nhúng. Biết là cái phong cách gì, bữa nào gặp Tuấn Hưng sẽ hỏi mới được. Đúng rồi, Nam đi máy bay á, thời gian một tháng gần đây là đi máy bay là luôn gặp Tuấn Hưng luôn. Và chắc chắn lần tới sẽ hỏi là ca sĩ Minh Tuyết thắc mắc là vì sao bị kiến cắn sau lưng. Đây nè, câu hỏi này sẽ đi vào chi tiết và cụ thể để dễ trả lời hơn. Là khi anh gặp Hưng á, anh hỏi là Hưng ơi, Tuyết có gặp làm việc chung với anh và có hỏi là cụ thể thì em ngứa ở đâu? Thì cái câu này sẽ dễ trả lời hơn anh này. Rồi, và anh hứa là trong tập sau, á, anh gặp thì anh sẽ anh hỏi và sẽ giải đáp điều này giải với ca sĩ Minh Tuyết. Ok, ok. Cho nên Tuyết thấy là, Tuyết thấy là bạn có nghiên cứu hết tất cả. Chỉ có một điều, thực sự cái giọng của bạn nói thiệt khá mạnh. Cái lực của bạn mạnh lắm. Mạnh và giọng của bạn rất là sáng, rất là microphone. Nhưng bạn phải để ý và điều khiển nó lại. Cái đôi lúc bạn không điều khiển nó có quá đó thì nó phát ra mạnh quá. Lần trước Linh có chú ý về cái vấn đề này thì hôm nay mình vẫn bị ít hơn thôi, nhưng mà vẫn bị. Có nghĩa là đôi khi bạn đang hát, Tuấn Hưng thì hát nhỏ hát to vẫn có, nhưng mà nó cũng phải vừa với nhau. Thì đôi khi bạn đang hát rất là nhỏ, bạn bật một cái làm cho người ta hết hồn, và coi như là nó chinh nhau quá. Đó tức là bạn có lực nhưng bạn phải biết kiểm soát âm lượng, kiểm soát âm lượng của mình phát ra. Mình vẫn giữ cái lực của mình như thế, nhưng mà nó ra nhỏ to mình phải biết kiểm soát. Thì bạn bị về vấn đề đó, và cái điều đó nó sẽ khiến cho cái câu hát bạn phát ra nó sẽ có độ chênh, tại vì bất ngờ quá. Thì đó, bạn phát ra nó bị có độ không có chuẩn cái nốt của mình. Thì bạn cẩn thận ở cái điều đó. Hôm nay thì đỡ hơn lần trước nhưng vẫn bị. Bây giờ chỉ kiểm soát cái đó thôi, còn tất cả mọi thứ bạn đều tốt hết. Chúc mừng bạn. Chúc mừng cho Quang Anh với tiết mục ngày hôm nay. Đại gia đình ơi! Người anh yêu ơi! Em có nghe trong tim bao tình yêu vang lên dành cho em đó. Người anh yêu ơi, mơ ước khi xa xôi. Xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trông tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại khi em ơi, yêu anh nhé. Người I love you. Whoa, 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 whoa.
thế anh sẽ yêu mãi thôi. Yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất chung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại chi em ơi. Yêu anh nhé. Người anh yêu ơi, em có nghe trong tim và tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người anh yêu ơi, mới khi xa xôi em biết không em ơi. I love you. Dạ, một đôi tay cho anh Ba Ngọc Sơn. Thank you dancer, cảm ơn Vũ Đoàn Ô rất nhiều à. Như giám khảo chân thành đã nói, một là cực kỳ giống, hai là cực kỳ vui. Đây là tiết mục rất vui. Một đôi tay chúc mừng Tuấn Minh. Sao anh Hành? Cho tôi hỏi, bữa nay điều gì đã khiến cho bạn chọn một bài hát và có những điệu nhảy như thế này? À, những vòng thi trước và em rất là để ý tới sự chia sẻ có bốn vị ban giám khảo là muốn một sân chơi có đầy sự năng lượng. Chính vậy là em đã chọn bài hát này. Thú vị đấy. Trước tiên là báo cho bạn biết là bạn đã làm một cú đột phá ha. Mình không cần biết nó là đúng hay sai, nhưng mà trước tiên là mình thành công trong cái chuyện mình làm người ta đột phá. Chắc chắn là khán giả sẽ thích cái phần trình diễn này rất là nhiều. Nhưng mà nói thì không phải nói lại. Có nghĩa là vui là ok, nhưng mà vui nó phải trúng. Chứ mà vui mà một hồi nó quên luôn, nó bị leo ra khỏi lề là khác. Bạn hiểu tôi nói không? Nãy giờ nó vui, mọi thứ nó đang rất là ok. Thì khi cái đoạn đầu bạn còn dính tên Sơn xíu, bạn vui quá, tới lúc bạn nhảy khán giả sung bạn quá, cái bạn vô mấy cái sự dầu cung cái lắc này đó. Hồi qua tới cái lời 2 là bạn trở lại là bạn đó. Bạn hiểu không? Nên nhớ, mình thi ca sĩ thần tượng nha. Nhưng ngày hôm nay rất là khen bạn vì chắc chỉ có bạn mới nhảy được như vậy. Cảm ơn anh Trần Thành rất là nhiều. Xin mời giám khảo Minh Tuyết à. Nói thật là nãy giờ đang suy nghĩ nữa. Ủa sao lâu năm quá em không đi diễn với anh Ba, sao anh Ba giờ đến nhảy khác quá. Không, nhưng mà chị hỏi nè, có phải là tập trước anh Trấn Thành kêu em phải làm nhảy lố như vậy không? Làm lố. Đúng không? Đợt trước là bác thử thách là nhảy. Đó, đổ nhảy. Thừa, lát tại... bà chấm gớt, đổ thừa tôi đi. Anh rất là cảm thông với em vì tập trước á, anh nhớ là anh Trấn Thành cũng có khuyên em nên đó, làm tô đậm một thậm sưng. Và sau đó anh vẫn nhớ là cô Tuyết có nói là lọc lựa lại đó. Mà cổ gằn giọng là lọc lựa lại những cái lời. Cho nên là cũng thông cảm với em một chút. Thí sinh mà... từ ngày hôm nay trở đi coi lời nói tôi như Phong Long đi nghe. Ai làm theo đã là đổ thừa, tôi nghe tội nghiệp à. Không anh, có nghĩa là đúng hết đó anh Thành. Nhưng mà bà lựa, bà lựa bị sai cái đó thôi. Thì nó cũng lựa đó, mà nó lựa cái sai. Với lại em di chuyển sân khấu em phải tính toán. Lúc nãy anh thấy em qua bên này, em thấy ủa hết sân khấu rồi ta, thôi mình về lại. Đó thì tức là rất là nhiều lần như vậy. Và đặc biệt là đoạn cuối mình xoay một cái để mình kết á, thì là cái ấn tượng động lại cuối cùng. Thì lúc nãy em lại hơi trên bên một chút. Cho nên là mình phải chắc là mình làm được hay không. Còn nếu không thì sẽ làm cho hơi một chút lo lắng, không biết em sẽ té lúc nào. Cái nhảy là có tập trước không? Cái này là hay là ngẫu hứng lên nhảy thôi? Dạ có. Có, tính, có. À, tính cả bài nha chị, nhảy cả bài nha. Cái này có tính. Phải tính chứ. Dạ. Cho những cái đoạn nào mà thí dụ té thì là không tính. Một cái hôm nay, cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và cảm ơn bạn với cái tinh thần rất là tuyệt vời như này. Đây là một ca khúc cuối cùng rồi, rất là vui và sôi động. Chúc cho bạn sẽ có một cái cơ hội bước vào vòng bán kết nha. Một tràng hỗ tay cho Tuấn Minh. Thank you.
chữ tình. Nón nước thần kinh quê hương đất lành, cả trái tim sông núi của mình, cả linh hồn của dân Hùng An. Bởi đâu gây nên nóng nỗi, cánh chim bay giữa trời lẻ loi, nhỏ tôi yêu khóc bao giờ nguôi. Tôi đã lạc em trong cơn biến động, để tháng năm hai đứa lần lùng, để đêm ngày kể nhớ người mong. Khổ đau cao như mây tím, cánh chim bay giữa trời lẻ loi, nhỏ yêu ơi biết đâu mà tìm. Nhỏ yêu ơi biết đâu. Một sân khấu rất là ngọt ngào đúng không ạ? Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ xin mời ban giám khảo Hoài Nhật Nam, mời anh chia sẻ cảm xúc của mình. Anh nhớ có một tập là lúc mà em hát thì giám khảo Trấn Thành cũng đã rơi lệ, bởi vì làm cho anh nhớ đến thần tượng của mình. Nó không biết với mọi người khán giả như thế nào, nhưng với Trấn Thành thì Như Quỳnh có hát như thế nào thì vẫn là Như Quỳnh, vẫn yêu Như Quỳnh, mãi mãi là Như Quỳnh. Tuy nhiên thì trong phần trình diễn ngày hôm nay đó, mặc dù đây cái ca khúc rất là da diết, rất là tình cảm, tuy nhiên là anh cảm thấy là không thực sự bị em lôi cuốn và dẫn dắt theo. Theo anh nghĩ là một cái bước nó hơi lùi hơn so với em của những vòng thi trước. Cảm ơn Nam rất là nhiều. Không biết là giám khảo Trấn Thành có đồng quan điểm này không ạ? Em nghĩ là vừa rồi cái bài vừa rồi là cái quyết định có liều lĩnh quá không? Thực sự thì chú giám đốc âm nhạc Minh Vi cũng có bảo em là em hát bài này sẽ khó hơn những bài khác. Thế thì phải hỏi bạn là cái ca khúc đầu tiên mà bạn lựa chọn là bài hát gì cùng với giám đốc âm nhạc Minh Vi? Đó là bài Sắc Pháo Nhà Ai ạ. Thì mình hát thử một đoạn, thử xem mọi người có gỡ gạc lại điểm số của mình không? Đám cưới nhà ai đây rồi, sắc pháo nào rơi cuối trời, người về nhớ mãi không ngồi, lặng nhìn chiếc bóng đơn côi, thương thay cho duyên kiếp lẻ loi. Em chọn bài sai bởi vậy. Nếu mà hát bài này thì nó là tốt hơn biết hát là bài bao. Này rất là giống chị Như bây giờ luôn. Thật sự là không chỉ riêng ban giám khảo tiếc nuối đâu, mà anh Minh Vi trên kia là cũng đập bàn đập ghế trển đúng không anh hả? Dạ. Thì không sao, em nghĩ là phải có những cái sự lựa chọn sai như thế này thì bạn ấy mới rút kinh nghiệm. Nhưng mà đây là vòng hóa thân rồi, hơi khắc khe tí xíu cho việc lựa chọn, cho nên là chúng ta phải rút kinh nghiệm hả? Chúc em may mắn. Một tràng hô tay. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều và xin được cảm ơn Thanh Hiền và chúc mừng bạn. Có rất nhiều những câu
chuyện em giấu riêng mình em biết, cũng bởi vì hạnh phúc của mình muốn gìn giữ nên em đành lặng im. Có những lần anh dối em vẫn nhớ những lần như thế. Quá yêu anh nên em san sẻ một đứa cho ai kia. Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai và nói rằng anh người đang lừa dối. Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai để không chia đi sự yêu đương. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là không hay vui là cười. Em cũng chỉ muốn em như bao người được anh yêu thương một mình em thôi. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Cha quánh đờn nào mà diễn sâu quá vậy? Dạ. Hả? À, quánh đờn thôi mà làm gì cho người ta ôm vậy? Em nhận của cô ta bao nhiêu tiền để được ôm? Em quánh đờn thôi mà làm gì em diễn sâu dữ vậy? Này là người ta tuyển về chứ đâu phải là vừa đâu. Nói giỡn chứ hai đứa có quen nhau ngoài không? Sao tình tứ vậy? Vậy mới là diễn chứ. Anh được cái nhiều chuyện lắm nghe. Xin được trân trọng giới thiệu Vũ Đoàn Phương Việt. Tưởng hai đứa nó yêu nhau tôi mừng rỡ. Thiệt tình. Ngân, anh nói em nghe nè, hôm nay em hát rất là tốt và em hát rất là giống Tràm. Và phải hát như vậy người ta mới thấy rõ ràng mình có mặt ở đây là xứng đáng. Vấn đề duy nhất trong cuộc đời của em Ngân à, là em không tự tin. Em tin là em làm được. Trong khi em đẹp đẽ, em hay ho, giọng em rất là đẹp, mà em chả bao giờ tin em làm được cả. Em ra em cứ ngạo nghễ lên làm gì mà em lúc nào em cũng cảm giác là mình không làm được, làm gì cũng không dám làm mạnh mẽ. Thành, cái điều Thành nói mà kém tự tin đó là thể hiện ở cái câu phiêu đầu tiên á. Lúc đó vào anh đang nghe cái tiếng piano rồi cái khung cảnh bồng bềnh sương khói, em tựa trên cái cây đàn đó là đã thấy thích, thấy ưng rồi. Sau đó em phiêu, lúc đó có bè nữa nhưng mà em bị chông chênh ở cái đoạn đó lắm, nó không có đi vào. Nhưng mà sau đó thì em đã bình ổn cái tâm trí, bắt đầu là mới hát. Thì lúc đó mới thực sự là đi vào. Cái bài vừa rồi của em á, là em giả giống như là nó quá sức là hoàn hảo á. Mà anh không biết là lúc em không giả Hương Tràm thì chất giọng của em như thế nào Ngân? Hát lại câu mà giọng em coi, cái bài này coi. Sẽ luôn thân gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay. Mày giống luôn rồi. Giống, âm sẽ sắc. Sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời. À, bé này hát giọng vang hơn tí, có nghĩa là cái âm nó bén và nó thoát ra hơn tí. Ừ. Nhưng mà cái e là giống Tràm. Nếu mà nói về cái cuộc thi thì em đang tốt, nhưng mà nó mà mai mốt mà để phát triển sự nghiệp riêng thì cố gắng tìm cho mình một cái chữ ký mới. Nếu như em sau chương trình này muốn trở thành ca sĩ thì giống như anh Trấn Thành, phải tìm được cái con đường riêng của mình nhé. Và ngày hôm nay một tràng hỗ tay cho Thu Ngân.
Em cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một giọng ca mà phải nói là cái phong độ của anh chàng này thì luôn luôn tuyệt vời. Đó chính là Tuấn Phong. Và lần này Đàm Vĩnh Hưng với ca khúc Chờ Đông được hóa thân như thế nào? Một tràng hữu tay cho Tuấn Phong. Xin mời. Xin chào quý vị, những người đã yêu thương Hưng. Và một ca khúc mà Hưng muốn gửi đến toàn thể mọi người, và đặc biệt là một nửa của thế giới. Ca khúc được mang tên Chờ Đông. Xin mời quý vị cùng nghe. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ngái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hai mắt tình lại buồn hay sao? Khi anh đã nguyện một đời yêu em, dù cho nén môi kia phai mờ, dù cho mắt xanh kia hương hờ, và dù năm tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang, và khi thu đến nay có mãi sao cho đêm đêm thêm thành vương miện để mùa đông đám cưới đôi mình. Em mới xích lại thật gần bên anh, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi. Cảm ơn rất nhiều. Anh Hưng anh còn nói gì nữa không anh? Dạ nói chào kết thúc đêm tiệc với anh hả? Dạ mời anh. Đà Vân ra rất là vui. Không biết là cảm xúc của ban giám khảo như thế nào. Dạ xin mời chị Tư ạ. Hôm nay thì chị thích ở em những cái từ cuối đó. Tại vì Hưng á, cái từ cuối của một câu Hưng á, Hưng hát á, Hưng phải quằn xuống một cái Hưng mới chịu lên, chứ không chịu hát thẳng hết. Từ đây những đêm quằn xuống. Nhưng mà có một cái chị hỏi, cái này nó hơi ngoài luồng một tí ha, mà không biết phải không. Em lúc mà em hát á, em có một đoạn em nhìn ở đây rất là nhiều, là cái đoạn đúng ngay cái đoạn dằn trống cái đầu tăng để em vào á, có phải là đang canh me không hay là sao? Làm cái sự ngẫu nhiên thôi. Em ngẫu hứng á. Em ngẫu hứng thôi hả, chứ không có phải là em đang canh chung không hả? Cậu này mà nếu nói về giả Đàm Vĩnh Hưng thì em không nghĩ cậu canh đâu. Thì bởi vậy mới cậu thấy là lạ. Cậu cũng nghe nữa chứ đừng có nói đấy. Thế nhưng hôm nay bị tâm lý. Hôm nay bị tâm lý. Không có thoải mái lắm đâu. Cái bài này đáng là sẽ còn hay hơn rất nhiều nếu như bạn cứ thoải mái. Tại vì bữa nay nè bạn bắt đầu bị gò vô để giống Minh Hưng. Bị tròn trịa nhưng mà nó không bị có cái máu. Bị tròn trịa nhưng mà nó không có cái máu. Không có cái máu trong đấy. Bà biết tại sao không? Nó đến từ cái sự dứt khoát của câu hát. Ừ. Chứ anh Hưng là em mới có phải ngoài trời đang mưa. Lại dừng. Nếu anh hát lại anh hát vậy. Còn bữa nay bạn em mới có phải ngoài trời đang mưa.
là bạn bị gò nó vô. Bạn hiểu không? Bạn bị mất cái máu lửa của anh Hưng khi hát live. Có nghĩa là hôm nay em hát đẹp nhưng em không có lửa, cho nên là nghe nó không có đã. Mà nó không dứt khoát nữa. Đúng rồi, thì đứng ra nó không có lửa đó. Không có lửa cho nên là cảm thấy nó đều. Thế là vì áp lực tuần này chưa tốt hay là vì cái bài hát này bạn mới vừa tập thôi? Hay do giảm cân được, hết hơi. Không, với một phần hôm nay nóng quá. Lại nhắc đến giảm cân thì em cũng rất ngưỡng mộ với cái cuộc giảm cân của anh Trấn Thành. Anh cũng giảm được nhiều cân đấy ạ. Nhiều cân lắm á Thành. Mình nên nói về bản thân mình khi thi rớt bàn và giám khảo để tránh là không vào vòng sau gặp lại. Có thể nói là tiết mục vừa rồi, bởi vì là bạn đã rất là xuất sắc rồi, chúng tôi đang chờ đợi sự bứt phá của bạn trong ngày hôm nay. Thế nhưng là chúng ta vẫn dành một tràng hổ tay để chúc mừng cho tiết mục rất là thành công của Tuấn Phong. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Hạt mưa rơi rớt quanh đời, anh ngồi nhớ em mùa đông. Những đêm trăng thâu thức mong chờ, anh ngồi nhớ em xứ đây. Bao nhiêu ngày vui giờ đã xa rồi, cuốn xa như gió ngoài khơi. Anh đi tìm em chỉ thấy kỷ niệm trốn trong bóng đêm dịu em. Giờ chia tay nhau đã đến, coi tàu thép âm cho màn đêm. Hãy hôn nhau đi lần cuối, giọt lệ tuôn rơi màn đắng, nghẹn ngào xiết đôi bàn tay, lòng ta nghe sao lại đoạn tàu lăn bánh rời bến, chầm chầm khuất xa dần xa, đã đưa em đi gửi hơi, để lại con tim đau nhói lẻ loi bước đi giữa trời đêm, dòng lệ phân mãi tuôn trào. Em ơi vì sao vẫn đã xa nhau trăm năm, nỗi nhớ vẫn hoài. Xa nhau thật sao, ta mãi xa nhau, anh biết đến bao giờ nguôi. Thời gian trôi qua thật mau, giờ ta biết đi về đâu. Nụ hôn yêu thương còn ấm môi, mà em đã ra đi bên nơi phương xa. Người ơi, dù cho xa nhau mãi mãi, tình anh vẫn trao về em. Từ trong tim anh vẫn mong chờ, rồi mai đây em sẽ quay trở về. Khuất xa thật xa, đã đưa em đi người hỡi, để lại con tim đau nhói lẻ loi bước đi giữa trời đêm, dòng lệ vẫn mãi tuôn trào. Em ơi vì sao ta đã xa nhau trăm năm, nỗi nhớ vẫn hoài. Xa nhau thật sao, ta mãi xa nhau, anh biết đến bao giờ nguôi. Dù cho xa nhau mãi mãi, tình anh vẫn trao về em. Từ trong tim anh vẫn mong chờ, rồi mai đây
ở đâu khi bóng đêm về. Quanh đời tiếng mưa thật êm, còn anh ngồi đây nỗi nhớ đong đầy trốn trong bóng đêm dịu êm. Còn anh ngồi đây nỗi nhớ đong đầy trốn trong bóng đêm dịu êm. Còn anh ngồi đây nỗi nhớ đong đầy trốn trong bóng đêm dịu. Trời ơi tôi đã lỡ yêu em rồi, làm sao ngăn được biết đâu trong đời, biết đâu nhức nhối tươi bời, bao đêm cô đơn bồi hồi mong một người nhớ đến tôi. Phải làm sao, làm sao chiếm được trái tim của nàng, làm sao để em hiểu rằng tim anh đã lỡ yêu rồi, nhưng em nào có hiểu tình tôi. Lỡ yêu đắm say trong tình mù khơi, chấp nhận vậy thôi, ôm xót xa dạ rời. Lỡ yêu biết rằng chẳng nhận bao nhiêu, vào yêu mới thấu trăm triệu khổ đau. Thầy đam mê thể xác căng đầy, nghiêng ngửa cho dù hơn lần nghe đắng cay. Những lời này cho em, ta hồn ta khi đôi mặt tơ đêm đơn côi. Thấy đêm dài tay bỏ tay rồi nên lạc lòng đôi nơi. Từ đó đôi mình buông xuôi tất cả, như hai kẻ lạ. Em gặp anh ngoảnh mặt, anh gặp em cùng đầu khoan buồn dài hôn hút, đón buồn một lần qua. Người vui bên người để tôi thêm sầu, nhìn em đây rồi ngỡ như xa vời. Tiếng yêu chưa dám nên lời, môi hôn chưa trao một lần, nhưng trong lòng anh đã lỡ yêu. Những lời này cho em, ta đời ta khắc phải nửa đời. Thôi đam mê thể xác ra rơi, chết giữa đó đầy khi tàn mong em ơi.
chưa dám nên lời, môi hôn chưa trao một lần, nhưng trong lòng anh đã lỡ yêu. Đam mê thể xác xa rời, chết giữa đoà đầy khi tàn mộng em. Hai giọng ca rất là tuyệt vời vừa rồi, Quang Nghị và Tuấn Minh. Minh, cho tôi nói trước. Dạ mời giám khảo Trấn Thành. Xuất sắc. Vỗ tay. Yeah. Yeah. Chuyên nghiệp, không có một tí amateur nào. Cả hai người hát tình cảm, hát có dấu ấn, hát có chữ ký, có nội tâm, đầy đủ nội lực để thu hút người ta nghe. Dĩ nhiên là cái anh Ngọc Sơn anh còn thiếu một tí xíu cái sự tự tin và chắc chắn như cái bạn Nghị để mà hát giọng đa nguyên. Anh chỉ còn thêm một chút xíu tự tin nữa thôi thì là cái tiết mục này tôi dùng từ là hoàn hảo luôn. Nhưng dù gì đi nữa, hôm nay anh hát cũng rất hay, rất tốt, rất giống Ngọc Sơn. Hôm nay hai bạn tôi nói thiệt perfect. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam, tôi sẽ nói về Tuấn Minh trước. Tuấn Minh chắc chắn là trong đời thường của Tuấn Minh sẽ là một con người rất là sôi nổi, rất là hóm hỉnh và rất là náo nhiệt, đúng không? Bởi vì lúc mà em ra đó, cái thần thái của em, cái nội lực bên trong em là có. Những thí sinh còn lại cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà làm sao để mà thể hiện ra cho khán giả được cảm nhận cái sự sôi nổi, cái sự nhiệt thành trong mình đó, thì em làm được cái điều đó. Từ đầu cho đến những cái vòng tiếp theo và đến cả hôm nay cũng vậy. Ở em lúc mà em hát hay là cái điệu bộ gì của em đó, nó cũng tràn đầy năng lượng và nhìn rất là mang màu sắc giải trí. Anh nghĩ vậy. Đó là cái phần ưu thế của em. Em cũng rất là biết giao lưu với lại bạn diễn. Còn về phần Quang Nghị nha, cái phần hát á thì anh Thành đã khen em rồi, nhưng mà cái phần mà giao lưu á, nhiều lúc á anh thấy Tuấn Minh nhìn sang em nhưng mà em không có cùng đáp lại cái sự giao tiếp đó. Em hơi bị tập trung vào cái phần mình chuẩn bị hát quá, cho nên là em để cho bạn bị lạc ra khỏi cái dòng giao lưu đó, thì em lưu ý giùm anh phần đó. Còn những cái phần hôm nay hai anh em rất là đẹp trai, mặc hai cái vest sequin như là hai ngôi sao, diễn rất là dễ thương. Và hôm nay mọi người có thấy là Quang Nghị diễn với những cái bước trên sân khấu và vẫn rất làm chủ sân khấu, đúng không ạ? Cho một tràng pháo tay cho Quang Nghị và cả Tuấn Minh. Cảm ơn anh. Cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Thế còn chị Tư Cẩm Ly? Có thể là mình sẽ chưa hoàn hảo lắm, nhưng chữ ký là đều có hết. Giữa hai bạn, giữa hai thần tượng nghe là ra ngay. Tuấn Minh thì chị đã nói ở vòng đầu rồi, nhìn em là thấy, chị nói là tràn trề sinh khí, hiểu không? Và chị đang trông chờ một cái bài hát mà của anh Sơn mà coi như là em quậy tung cái sân khấu này nè, chị đang trông chờ đó. Chưa thấy thôi. Có thể là với cái bài hát này nó tâm trạng quá cho nên là Nghị cứ coi như là chìm đắm vào cái nhân vật của mình, cho nên là không có giao lưu với em nhiều. Mà em thì lúc nào nhìn mặt em mà thấy tươi rồi. Không, nhưng mà Thành muốn nói với bạn Minh như này là bạn phải chủ động bạn ạ. Bạn lâu lâu cứ bạn cứ bị cảm thấy mình không biết mình phải làm gì kế tiếp á. Bạn có cảm giác điều đó không? Nó bị cứ thừa nào. Bạn cứ thoải mái, người ta hát, bạn cứ tưởng tượng bạn là Ngọc Sơn, bạn du dương, bạn cứ phiêu theo nhạc. Bạn phải chủ động mọi điều trong cơ thể của mình. Tại vì bạn đang làm tốt mà bạn có làm gì dở đâu mà bạn lúc nào cũng bị cảm thấy là không biết mình phải làm gì kế tiếp, cứ bị rụt rè thế nào ấy. Bạn ấy chưa đặt trọn mình. Anh Thành nói chuẩn quá, anh Thành nói chuẩn quá, vì em cứ sợ làm bị làm quá. Không hề. Bạn đang làm rất tốt, bạn cứ chủ động mọi chuyện cho tôi. Tại vì bạn cứ làm tốt cái phần của bạn đi, mọi người sẽ nhìn lên trên đó, không có gì là quá cả. Một cuộc thi nhảy giọng thần tượng của mình nó không có cái chuẩn mực gì gọi là quá cả, thì cứ làm đi. Còn hơn là mình không làm, đúng không? Cảm ơn sự góp ý của anh. Yeah, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều dành cho tiết mục này. Phải nói rất nhiều lời khen chắc chắn sẽ dễ đưa ra quyết định lựa chọn của mình, đúng không ạ? Và bây giờ, sự bình chọn của các anh chị như thế nào dành cho đầu tiên đó chính là Tuấn Minh? Tôi không muốn bình chọn một bạn. Hôm nay tôi bình chọn cả hai bạn. Vào! Một vào. Cặp luôn! Chọn cho cả hai! Thế còn giám khảo Hoàng Nhật Nam? Dạ. Yeah. Cả hai bộ vest đến nó lấp lánh quá. Tôi chọn cả hai bộ. Chọn cả hai bộ luôn. Xin chúc mừng hai thí sinh của chúng tôi.
Và cuối cùng xin mời giám khảo Cẩm Ly. Người gì mà hám đẹp dễ sợ luôn. Chọn có hai bộ vest thôi, đâu có chọn giọng hát đâu. Người ta chọn là người ta chọn giọng hát. Người ta là nói một cách hình tượng của Tư ơi. Mình có tâm mà. Tâm đó hả? Ta đang mê bộ đồ. Thì bởi vậy nữa. Ta đang mê bộ đồ. Thì cái tâm người ta nghĩ cái gì miệng người ta mới thốt ra. Vô cánh gà ông bắt tháo ra được mà. Tuần tiếp theo mà mặc sơ quyên là hiểu rồi đó. Tập sau cho anh mượn bộ đó nha. Chị Tư, quyết định của chị Minh. Em có thể dìu nghị của anh kia ngồi đi Minh. Wow, wow. Chúc mừng ba chị. Xin mời hai chàng trai về vị trí của mình. Đó chính là hai chiếc ghế chọn. Quý vị thân mến, hiện tại ghế chọn của chúng tôi đã có 7 chiếc ghế với 7 thành viên rồi. Để nước mắt rơi hết ngày mai sẽ không còn, nỗi đau rồi tan biến mau. Tình mình mãi xa cách khi anh dường dạng người. Tình mình đã như thế anh ơi trách nhau làm chi. Vì chúng ta biết yêu kéo thêm đau buồn. Còn lại đây đêm nay phút giây tình ơi. Đừng buồn nữa anh hỡi khi tình đã không còn. Đừng buồn nữa anh hỡi ta chia tay từ đây. Để nước mắt rơi hết ngày mai sẽ không còn. Nỗi đau rồi tan biến mau. Tình mình mãi xa cách khi anh dường dạng người. Tình mình đã như thế anh ơi trách nhau làm chi. Vì chúng ta biết yêu kéo thêm đau buồn. Còn lại đây đêm nay giây tình ơi. Tại vì em ngày xưa nói yêu anh nhiều. Tại vì anh quên hết câu tình yêu. Tại vì sao ngày xưa đã không chân thành. Tại vì em cô đơn lẻ loi tình ơi. Tại vì em ngày xưa quá yêu dại khờ. Tại vì anh nhỏ nhói đã xem thường em. Thứ nhất là cảm ơn Tuyết ở trên này.
đã mang lại một bài hát mà có khói lạnh làm cho tất cả chúng ta mát hơn. Một tràng pháo tay cho Trọng Vương. Yeah. Trọng Vương thân mến, ngày hôm nay trình diễn đầu tiên, rung không? Dạ, hơi rung một chút xíu ạ. Vậy giờ lắng nghe bài giám khảo nha. Cái eo là có tập thể dục không? Dạ có ạ. Hồi xưa em mập hơn giờ, bây giờ em ốm hơn. Xuống được nhiêu ký? 3,5 kg ạ. Chỉ cho anh Thành với bí kíp. Anh Nam, anh có muốn chia sẻ gì không ạ? Anh thì anh khen, hôm nay là hóa thân phía bên ngoài á, hoàn toàn là anh nghĩ là rất là giống những động tác vuốt tóc hoặc là những cái váy tà của mình á, với từng bước đi là em có sự tính toán rất là tốt. Và đặc biệt là anh thích là lúc mà Steadicam vừa qua á, thì em diễn xuất với Steadicam và với theo cái máy luôn. Thì đúng là cô Minh Tuyết á, là cổ diễn không bao giờ tha những cái cú máy như vậy. Những cú máy như vậy là cổ sẽ luôn níu và ánh mắt nhìn thủng lên của máy luôn. Mà tôi nói bạn nghe nè, ghen qua Nam mới nói bạn mặc gì mà gần giống Minh Tuyết, có nghĩa là tín hiệu mừng cho bạn. Một ngày nào đó Minh Tuyết vắng mặt, nếu cảm thấy nhung nhớ, anh Nam sẽ tìm đến bạn. Yeah. Mời chị Minh Tuyết à, cảm nhận của chị. Thực sự Trọng Vương ơi, nói thiệt luôn, khi mà em đứng trên đó hát thì cái cảm xúc của chị là hạnh phúc thôi. Hạnh phúc vì em không phải là một cô gái mà giả chị, mà là một chàng trai giả chị. Điều đó chị thấy rất là hạnh phúc. Một chàng trai mà hâm mộ mình mà giả mình, cái điều đó là nó hạnh phúc vô cùng luôn. Cho nên nếu mà nói để mà chị nêu ra những cái khuyết điểm của em á, thì chắc chắn sẽ có. Nhưng mà chị không nở, bởi vì chị cảm thấy mình hạnh phúc quá rồi. Chỉ là góp ý thêm cho em về cái phần diễn xuất thì em còn thiếu một cái điều mà rất là đặc trưng của chị. Đó là chị hay nhìn lên lắm. Ánh mắt chị hay nhìn lên và nhìn xa xăm lắm. Chị thấy em hay nhìn xuống đất rất là nhiều. Tuyết ơi sợ té, dài cao quá. Thì tại vì cái đó là cái đặc trưng của chị, thì chị muốn góp ý thêm em về vấn đề đó. Cảm ơn em rất là nhiều. Tôi đang chờ đợi một cái bài như là vì em vẫn mãi là người đến sau, yêu em trong nỗi đau. Nhớ nha. Dạ, đây là một gợi ý anh cho Trọng Vương đúng không ạ? Nếu như bạn có cơ hội bước vào vòng tiếp theo, vòng bán kết. Còn ngày hôm nay rất là xuất sắc với phần mở màn vừa rồi của Trọng Vương. Một tràng pháo tay cho Minh Tuyết. Em hết yêu anh rồi. Khi em cười
em sẽ mất anh. Và bây giờ xin mời cảm xúc của ban giám khảo. Đầu tiên là mời anh Hoàng Nhật Nam trước ạ. Cái ca khúc vừa rồi là một cái bài song ca rất là lãng mạn, rất là ngọt ngào. Nam Ánh có một chất giọng cao và được khen như những cái vòng trước. Tuy nhiên là anh nghe trong những cái đoạn đầu á, anh không có nhận ra là ca sĩ nào. Bùi Anh Tuấn thì cũng không giống, mà anh nghĩ chắc là Nam Ánh đang là chính em. Những cái đoạn lên cao cao bay thì một số đoạn thì anh thấy có cái màu sắc của Bùi Anh Tuấn, nhưng mà không thực sự đặc sắc. Cái đó là phần của Nam Ánh. Còn về phần của Thu Ngân thì anh thấy có cái màu giọng Hương Tràm và rất là trải, rất là da diết trong cái giọng hát. Anh vẫn chưa thấy thực sự đã lắm. Anh cũng khen hai bạn là trong phần kết hợp vừa rồi có sự kết nối giữa hai bạn, và cũng dặn một chút ở Thu Ngân á, là trong những cái bước đi trên sân khấu mình á, thì em có nhớ là lúc mình bước qua cổng hoa mình bị chao đảo không? Đó, mình bước chéo chéo nhiều quá, cho nên là hết sức lưu ý mình diễn như thế nào đó, nhưng mà ý là mình phải giữ cái cảm xúc của mình để mỗi cái bước chân nó có sự chắc chắn, chứ đừng như là MC Khải Như bên cạnh là cứ bung xỏa các kiểu, đôi khi còn nói anh sao vậy Nam đó. Em mà đi qua cái cổng hoa này là bao đẹp luôn đó. Thử đâu em thử, thử lại cho một mày nét nhạc ạ. Tém téo qua bên phải để cho chị cho một đi nét thử. Nhạc để MC Khải Như đi vào ạ. Trong cảm giác thất tình nha em. Cảm giác thất tình, bài này thất tình mà. Hoàng, em nhớ có 10 năm về trước à rồi. Cái mặt thất tình vô, mặt buồn vô, buồn vô, mặt buồn. Đúng, da diết. Hái hái nhẹ một cái bông. Ban nhạc đánh đánh lòng mẹ, ban nhạc đánh lòng mẹ. Vô 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 vô. Vô. Lòng mẹ ba ta điên luôn. Dạ thôi được rồi ạ, em vui vui với chương trình như vậy là vui rồi ạ. Dạ. Thật sự là rất là khó khăn, nếu mà đi đôi giày cao gót mà đi vòng vòng cái cổng hoa này á, mà phải hát mà phải vừa phải giả giọng của Hương Tràm nữa, thật sự rất là khó. Và em binh vực thí sinh này một chút xíu, đó là theo em biết là cái bài hát này là Hương Tràm song ca với Cao Thái Sơn, thì bạn Nam Ánh thì lại không có được cái bản để mà nghe, nên không thể nào mà hát dạ, giống rồi. Được đúng không ạ? À? Đúng không em? Đúng không em? Dạ, một tràng pháo tay dành cho bạn đi ạ. Bé nói đúng. Dạ, xin mời chị Tư Cẩm Ly ạ. Thấy Ánh hát là tại vì nó không có cái, không thấy Bùi Anh Tuấn ở đấy. Đúng, thực sự em đã cố ý em làm cho cái giọng em nó vòm như thế này, nhưng mà nó lại không ra, nó vẫn còn nặng. Giọng của Tuấn là nó nhẹ nhàng lắm, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà chị ghi nhận một điều là giọng của Ánh rất là đẹp, tốt, hát cao, chắc tất cả mọi thứ luôn. Ánh với lại Ngân hôm nay, cái điều chị khen nhất đó là tụi em là một cặp hát. Chị đang nói về chất giọng để biểu diễn bài này thôi ha. Nó rất hòa quyện, nó rất là tình, nó rất là mượt. Khi mình hát đôi với nhau, hòa quyện được với nhau mới là hay. Thì tụi em hai cái giọng có thể quyện được với nhau. Ở Ánh thì bị như vậy, là cái giọng mình không được giống lắm.
đối với Tuấn. Còn ở Ngân á, lúc trước cũng đã nghe là em có cái giọng trầm, dày, lực. Nhưng ở bài hôm nay nó không như bài trước. Em cẩn thận coi chừng nha, tại vì chị thấy em phản phất tâm rất nhiều trong bài này nhá. Hôm nay em hát nó có vẻ trong hơn nhiều. Tràm dày nhưng lực trầm, nhìn nghe nó dày lắm luôn. Tâm có lực, hát lực luôn. Nhưng mà hai cái giọng nó gần gần với nhau nha. Nhưng mà của Tràm là em nghe nó trầm nhiều hơn và nó dày, thì lần trước em làm ra. Hôm nay nếu em được đi vào vòng trong, em cẩn thận. Hôm nay là nó bị hơi bị lệch lệch tâm một tí xíu. Nhưng mà nói về bài hát của hai đứa thì hai đứa hát rất là tốt, rất là hay. Và nên nhớ, hôm bữa giờ nói tất cả các thí sinh rồi, khi mình hát đôi, đừng có phải nghĩ hát đôi. Giao lưu với nhau, kết nối với nhau. Nhưng không chỉ riêng mình, ở phía trước còn khán giả nữa, sân khấu phía trước nữa. Cho nên tụi em đừng cứ nhìn nhau hát hoài. Tới cuối bài, Ngân nó mới bước ra đây được tí xíu. Còn không thôi hai đứa dính cục ở đó, không nhúc nhích gì, cứ nhìn nhau đắm đuối, say đắm gì đó. Cái đó là cẩn thận nha em. Cái An Giang góc nhìn thì đã nói rất là nhiều với tất cả các em rồi. Cái đó là trong nghề luôn, sau này tụi em làm nghề luôn, chứ không phải trong cuộc thi này để mình lấy hình đẹp. Mà khi mình ra sân khấu cũng phải vậy ha. À, và bây giờ sẽ là nhận xét của giám khảo Trấn Thành. Trấn Thành, mời anh. Hai bạn là hai giọng hát tốt. Tại vì cả hai bạn đều là những người có chất giọng đẹp, xử lý, khéo léo, kiểm soát cái giọng hát mình tốt. Nhưng mà nói về thần tượng thì hôm nay hai bạn rất quớt hết. Cái cô bé làm Hương Tràm, Thu Ngân ạ. Thu Ngân, vài câu được, vài câu rất Tràm. Mà nó là vài câu thôi nha em nhé. Còn hầu hết là không có Tràm. Nó phản phất cái đi đâu giống đúng như chị Ly nói là nó có mang cái màu của Tâm nữa rồi. Thành thử ra em phải rất kiểm soát. Tại vì Tràm hát cái âm hơi ồ, cái âm thanh nó hơi vòm và hơi đục đục. Nên là thế. Chứ đừng có thẳng băng như vậy thì nó không ra lắm. Còn cái bạn Nam á, dĩ nhiên tôi biết cái nỗi khổ của bạn là bạn không có cái version nào để bạn nghe, để bạn cảm nhận và bắt chước. Nhưng mà mình đã nói rồi là nghiên cứu, mình phải nghiên cứu. Bình thường là hai lối riêng. Là Nam bình thường, còn Tuấn là hai lối riêng. Đúng không em hiểu không? Đó là những cái chữ ký của người ta này vậy đó. Đó, thì nó có những cái như vậy em phải để ý được. Cái gì cũng vậy, học tài thi phận ha. Lâu lâu mình cũng bị vướng vào nhiều vấn đề. Nên thôi, chấm điểm nào. Vâng ạ, cơ hội thì chỉ có một thôi. Các bạn đã có những cái giây phút thăng hoa trên sân khấu với những thử thách của chương trình. Và bây giờ, để bình chọn cho thí sinh Nam Ánh. Nam Ánh, xin mời giám khảo Hoa Nhật Nam. Anh chọn hay chờ hay loại? Rất tiếc là Nam Ánh dù có giọng hát rất là đẹp, nhưng mà ngày hôm nay thì không giống với tiêu chí của chương trình, cho nên là anh phương án của anh là loại. Cảm ơn anh. Thế còn giám khảo Cẩm Ly ạ? Thực ra chị rất là tiếc cái giọng của em, tại vì cái giọng của em rất là hay. Chỉ có điều là hôm nay em không ra Tuấn nhiều, nhưng mà chị vẫn muốn cho em cơ hội, chị cho em bé chờ đi. Bé chờ. Cảm ơn. Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Hát hay loại cũng ổn. Chờ đi bạn. Vé chờ. Hai vé chờ và một vé loại. Quý vị thân mến, vậy là Nam Ánh của chúng ta đã có một vé chờ. Ba giám khảo, ghế chờ của chúng tôi đang đầy. Hãy giải quyết một ghế trống để Nam Ánh có cơ hội được ngồi vào đây bằng cách di chuyển một bạn ở ghế chờ sang ghế chọn, hoặc là loại đi một người. Xin mời. Như tôi nói, tôi vẫn bình chọn cho bạn Lê Trang. Ly cũng chấp nhận một vé chọn dịch chuyển cho Lê Trang sang ghế chọn. Và đạo diễn Hoài Nhật Nam. Thì đã có hai sự lựa chọn rồi, thì thôi anh chọn Lê Trang. Vâng, xin chúc mừng thí sinh Lê Trang. Xin mời bạn. Đến với thí sinh Thu Ngân ạ. Xin mời giám khảo Trấn Thành. Thấy thương quá, hát hay quá, cho chờ. Giám khảo Trấn Thành đã chờ, xin mời chị Tư Cẩm Liên. Khổ ghê luôn, đồng quan điểm quá đi. Là chờ luôn. Đạo diễn Nội Tâm, Thâm Tâm anh muốn gì? Trời ơi, mới nói tại Nội Tâm giờ đẩy qua tới Thâm Tâm. Chờ. Ba vé chờ, xin mời. Thế là một lần nữa, ba giám khảo tự làm khó mình. Hãy giải quyết cho chúng tôi một ghế chờ nữa đi ạ. Ây da. Loại hay là chọn lựa thí sinh tiếp tục vào vòng trong? Lần này loại nha, tôi xin lỗi là tôi sẽ không chọn bạn Nguyễn Ninh.
với giọng hát đang trượt. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Để có một chiếc ghế tiếp theo cho Thu Ngân, tôi cũng đồng quan điểm với giám khảo Trấn Thành, tôi sẽ không chọn bạn Nguyễn Ninh. Vậy là rất là tiếc cho Nguyễn Ninh, bạn sẽ phải dừng cuộc chơi tại đây và nhường chiếc ghế chờ của mình dành cho Thu Ngân. Và một tràng pháo tay cho Nguyễn Ninh đã có mặt trong chương trình Ca sĩ thần tượng mùa 2. Cảm ơn bạn. Bạn có muốn nói gì trước khi chia tay không? Đầu tiên thì em cũng xin phép được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới ban tổ chức của chương trình Ca sĩ thần tượng, cũng như gửi lời cảm ơn tới Đài truyền hình Vĩnh Long và cùng với cả 4 vị ban giám khảo đã tạo điều kiện cho em có mặt trong cuộc thi ngày hôm nay. Đến với cuộc thi ngày hôm nay thì thực chất thắng thua thì không quan trọng. Quan trọng là em cũng rất vui là được gặp chị Cẩm Ly, chị Minh Tuyết, anh Hoàng Nhật Nam và anh Trấn Thành. Và thực sự thì em cũng có một cái mong muốn, rất rất được muốn hát cùng với chị Cẩm Ly một bài. Với sự hóa thân của bạn Thành Đăng Trường hả hay sao? Chị Ly ơi, chắc là mời chị Ly lên sân khấu hả? Quý vị thân mến, hiện nay thì tình trạng sức khỏe của hai nhân vật trên sân khấu là ca sĩ Cẩm Ly và Đăng Trường hơi trục trặc nhẹ một tí xíu, long thể bất an. Cho nên đây là một phiên bản ốm nhẹ ca khúc Chim Trắng Mồ Côi. Xin mời. Trên đồng cây lúa chờ ngày mùa đơm bông, chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi, phù sa dung đắm chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ mong chờ. Thương chim quyên nức nở, thương con cá rô trên đồng, ở nhau khi mùa lùa chân sẽ đón đưa nhau. Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu, chim sáo bay xa mãi không về. Em vẫn chờ anh nơi đây bến lỡ, rồi nhớ thương anh cô hát mong chờ. Trên đồng mẹ chim trắng mồ côi, đâu còn ai đón ai nhớ mà mong. Đã quá thì đã luôn. Trường ơi Trường, hôm nay có người khác hát rồi Trường à. Quá là dễ thương. Sao hả? Sao được chưa? Cái ước nguyện của mình ngày hôm nay thấy sao? Đã không? Thực sự thì em rất vui và rất hạnh phúc. Chúc mừng bạn. Okay. Chị cũng chia buồn với em như hôm nay mình tạm dừng lại ở đây. Tại vì thực sự ra hôm nay chương trình là ca sĩ thần tượng, cho nên là cái tiêu chí, cái chương trình mình bắt buộc mình phải bám theo sát. Cho nên là chị hy vọng rằng em cũng có chất giọng. Với cái niềm đam mê của mình thì chắc là không gì cuộc thi này mà mình dừng lại, phải không? Không, vẫn còn ở phía trước, tương lai phía trước rất nhiều. Và qua cái cuộc thi này được gặp gỡ bạn bè, được chia sẻ rồi học hỏi ở tất cả các vị giám khảo đây, chị nghĩ em sẽ gom góp được một ít kinh nghiệm để cho mình trong nghề của mình. Ok, chúc em sẽ thành công trong cuộc sống ha. Một tràng pháo tay tạm biệt Nguyễn Ninh. Cảm ơn bạn. Xin cảm ơn giám khảo Cẩm Ly rất nhiều. Vẫn biết vẫn nhớ hay là mong cũng thế thôi, bao nhiêu yêu thương cũng chỉ như giấc mơ. Đã cố gắng sống khi tình yêu đã cách xa, còn tim em đau vì không ăn nỗi nhớ anh. Yêu người em yêu hơn chính em, trao người bao nhiêu yêu thương ấy. Vậy mà sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ, giật tim em bao hoang mang rồi em sẽ quay về cho đêm nay em ôm được bờ vai
sóng gió cho cuộc tình đôi ta. Em không tin em vẫn cứ nhớ anh hoài, dù rằng lòng mình sẽ không nhắc nhau đến nữa. Về mà sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ, giờ mình em mà hoang mang giờ em cớ. Mong người sẽ quay về cho đêm nay em ôm được bờ vai anh. Hát lên để nhẹ nỗi lòng, xua tan đi bao nhiêu cay đắng với tiếc nuối. Em cũng tin em vẫn chờ đợi người quay về với những sóng gió cho cuộc tình đôi ta. Sân khấu rất đẹp đúng không ạ? Và ngày hôm nay bạn cũng như vậy. Không biết là cảm xúc của ban giám khảo như thế nào. Xin mời chị Cẩm Lý. Chào Trang. Trời ơi, hôm nay lộng lẫy quá. Lần này thì Trang đúng là hát giống tâm. Nhưng có một cái theo cảm nhận của riêng chị thôi, chị không biết tất cả những giám khảo kia như thế nào. Có nghĩa là tâm hát rất là lực, nhưng em phải cho chị thấy là lực ra, chứ không phải là mình có cảm giác giống như là em la. Cái âm thanh của em nó cũng hơi u hơn tâm nhiều. Tâm nó phải ra ngoài tí sáng tí xíu hơn. Em làm cũng tròn đó. Nhưng mà đối với chị thì nếu mà em biết tiết chế ở những cái lúc mà em bật cái âm thanh ra đó, thì nó sẽ nhìn nó sẽ thoải mái hơn, chứ không thấy mình gồng, gồng quá thấy nó sẽ nặng nề. Đó, chị chỉ có góp ý tí xíu về Trang thôi ha. Cảm ơn chị Tư rất là nhiều. Hôm nay đầu tư chỉnh chu về ngoại hình, về mái tóc, make up, rồi cả sân khấu cái đàn piano nữa. Hồi nãy mà có cái đoạn mà piano nó cháy lên là trời, còn nấu gì nữa, y đúc cái MV được không ạ? Nhưng bù lại cái lửa ở trên rất là ấn tượng. Xin mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Ở Trang có một cái điều này nè. Trang có một cái lợi thế hơn những các bạn khác là cái chất giọng của Trang đã giống Mỹ Tâm rồi. Phát âm của Trang cũng giống Mỹ Tâm luôn, là nó hơi có cái chất vùng miền đó. Cho nên đó là một cái lợi thế của Trang, nên dù Trang hát cỡ nào đi chăng nữa, người ta vẫn sẽ nghe ít nhất cũng phải là 70-80% của Mỹ Tâm trong đó. Cho nên cái quan trọng của Trang là bây giờ làm sao lấy được cái diễn xuất của Mỹ Tâm, cái hình thể của Mỹ Tâm, cái xuất thần của Mỹ Tâm. Cái đó là cái bây giờ Trang cần phải để ý nhiều nhất. Cho nên đó là những cái khuyết điểm nãy giờ chị Ly đã nói rồi. Cho nên Tuyết muốn nhấn mạnh những cái điểm đó để Trang hiểu biết là mình sẽ cần phải tiến bộ hơn ở những cái điểm nào. Riêng Trang thì những điểm đó là những điểm Trang cần phải để ý nhất nha. Chúc mừng Trang. Có vẻ tuần này khá là tập trung đúng không? Nếu như mà mọi người còn nhớ là tuần trước là hát chung với lại cái bạn Nhã Thanh đó, hóa thân thành Thái Thanh, thì mê, người ta hóa thân mê quá cho nên quên cái phần của mình. Nhưng lần này bạn đã có một sự tiến bộ rất là vượt bậc, làm tiến rất bộ là tốt. Dạ, một tràng hô tay nữa chúc mừng cho Lê Trang. Suốt đêm thao thức vì em, vì lời giã từ lúc anh ra về, rằng mãi đây anh lại thăm ước gì trọn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Anh ơi
tất cả là em. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy? Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Hai bạn thí sinh của chúng ta đã rất là nhập tâm trên sân khấu. Chúng tôi xin được mời đầu tiên giám khảo Hoàng Nhật Nam. Về phần trình diễn vừa rồi thì đúng là tôi mong chờ bạn Như Quỳnh Thanh Hiền rất là nhiều. Vì một thí sinh vừa xinh đẹp, vừa có ngoại hình rất là giống chị Như Quỳnh, rồi có giọng ca những vòng trước cũng rất rất là nổi bật nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì những câu đầu tiên hình như là nó thiếu thiếu một điều gì đó chăng. Chắc là tôi sẽ nhờ cô Cẩm Ly lý giải giùm tôi về phần kỹ thuật khác của bạn. Về phần của bạn Trường Dũng, hôm nay thì cái phần của bạn đầu tiên vào á, cái phần tình cảm, những cái nhỏ nhẹ, những cái nấc nhẹ nhẹ của anh Trường Vũ thì tôi cảm thấy rất là giống. Tôi thích cái tình của bạn trong cái bài hát này và cách giao lưu với Thanh Hiền nữa. Vậy thì để lý giải những điều mà anh Hoàng Việt Nam từ nãy giờ vẫn đang rất là thắc mắc thì chị Cẩm Ly sẽ nói gì ạ? Thì ở cái bài này á thì không hiểu sao hôm nay Hiền lại bị rất là nhiều những cái lỗi nhỏ, chẳng hạn như những cái luyến nó cũng có vấn đề, và đặc biệt là những cái ngân đuôi của Như Quỳnh hôm nay cũng mất luôn, hơi đáng tiếc. Riêng bạn này thì Thành nghĩ là Thành hiểu điều gì vừa xảy ra với cô bé này. Là tại vì cái bài Lan và Điệp 4 á, là cái bài mà chị Quỳnh chị hát gần đây, với cái trạng thái sức khỏe và cái cách hát, cách xử lý của chị gần đây. Còn cái bài này Thao Thức Vì Em là cái bài này trước đó Như Quỳnh trẻ. Vì vậy cho nên á, bạn không có một cái bản mẫu để bạn mẫu để bạn nghe thử, thành thử ra là bạn chưa có thể nào mà trọn vẹn được. Nhưng mà Ly đã nói ở cái chương trình Ca Sĩ Thần Tượng này, không thể nào các bạn sinh ra là các bạn giống tất cả về màu sắc, về màu giọng, tất cả mọi thứ được. Cho nên để cho người khác mà nhận xét và để đánh giá về mình, các bạn phải tìm cái đặc trưng của ca sĩ đó. Đôi khi nó phản với cái giọng các bạn không giống lắm, cái âm giọng không giống, nhưng những cái đặc trưng của ca sĩ đó, chẳng hạn như những điểm nhấn,
độ ngân, những cái cách hát như thế nào đó. Thì Ly không biết tất cả mọi người thế nào, đối với Ly thì Ly sẽ dựa vào cái điều đó. Chứ mình không thể nào bắt giống 100%, cho nên bạn phải nắm cái đặc trưng của chị Quỳnh. Thì bạn có thể lấy cái đặc trưng của chị Quỳnh đó, bạn áp dụng vào cái bài này, không cần phải lúc trẻ hay lúc là bây giờ, hiểu không? Có nghĩa là bây giờ thế này, là học là phải học hiểu chứ đừng có học vẹt. Đúng. Hiện nay là học cái bài Lan Dạ Điệp 4 là học vẹt, là tại vì học thuộc y chang chị Như Quỳnh. Rồi bây giờ không có bản mẫu thì nó bị thuộc hơn tí. Vì vậy cho nên em về á, em phải để ý cái cách chị nhả chữ. Em lấy cái điều đó, em để vô cái khuôn tương tự cho những cái bài khác. Nếu chị Quỳnh hát cái bài này hiện tại thì chị hát làm sao, hiểu anh nói không? Là cái riêng, cái đặc trưng cá nhân của một người đó. Nếu mình có, mình lấy cái đó để mình áp dụng. Bây giờ nói qua Trường Vũ, Trường Dũng nè. Hôm nay khen Dũng rất là nhiều. Hôm nay đã về có nghiên cứu và tốt, hát rất là tốt. Câu đầu tiên là nghe như giống như Thành hay nói, Thành đòi Vũ là phải ọt. Đó là hôm nay có và hát rất là đầy đặn, tròn trịa. Nhưng ở hai bạn trong bài hát này, theo cảm nhận của Ly, Ly không biết Thành như thế nào, các bạn chưa có sự kết nối giữa hai người, cho nên là cái tình ở trong lúc mình diễn nó chưa có. Khi hát đôi là phải có sự kết nối nha. Ở ngoài gì mình không biết, nhưng lên sân khấu phải có sự kết nối như là Minh Tuyết và Tuấn Hưng. Đó, phải không? Động tác nó không mang tâm tư. Có nghĩa là cái động tác bạn có làm ra nhưng nó không có mang cái sự liên kết. Nó không có sự kết nối là nó sẽ không có cái tình trong đó, chắc chắn. Giống như từ đầu đến giờ là có Quang Anh với lại Trọng Vương, trong Tuấn Hưng và Minh Tuyết thì tiếp có mà làm cho anh Thành quấn quéo đó ha. Đúng rồi, dạ. Là có sự kết nối rất nhiều giữa hai bạn. Một tràng hô tay cho giám khảo Trấn Thành quay trở lại vị trí của mình được không ạ? Yeah. Anh có muốn chia sẻ gì thêm về tiết mục này của hai bạn nữa không ạ? Riêng cái bạn Như Quỳnh thì lại tuột hơn tí, còn cái anh Trường Vũ thì lại tiến bộ hơn tí. Tại vì anh này bắt đầu có nghiên cứu, bắt đầu có sự thay đổi trong giọng hát, bớt cái màu sắc của chú Chí Linh và tăng cái màu sắc của anh Trường Vũ. Cái đó là có ghi nhận, nhưng mà thật sự ra thì vẫn chưa hoàn chỉnh đâu. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều và bây giờ sẽ là quyết định rất quan trọng. Chúng tôi xin được thông báo với ban giám khảo, ghế chờ chỉ còn một ghế mà thôi. Trời ơi. Oh, nếu hai thành viên này đều về ghế chờ thì ban giám khảo sẽ phải quyết định, một là loại đi một thành viên ở ghế chờ để họ có ghế mà ngồi tiếp, và hai là sẽ chọn thí sinh đó tiếp tục vào vòng trong. Và ý kiến đến từ giám khảo Hoàng Nhật Nam dành cho thí sinh đầu tiên, hóa thân thành Như Quỳnh, thí sinh Thanh Hiền. Anh rất rất là muốn chọn em đó, nhưng mà đúng là hôm nay chưa thể thuyết phục được, cho nên là dù rất rất tiếc, anh sẽ cho em vé chờ. Cảm ơn anh. Chờ. Giám khảo Cẩm Liên. Chị cũng vậy, chị rất là dành nhiều tình cảm cho Hiền về tất cả mọi thứ, nhưng mà tại vì mình cũng phải có một cái sự công tâm với tất cả các bạn ở đây. Hôm nay mình không được tốt cho nên chị đành phải cho em vé chờ thôi. Hai vé chờ. Xin mời giám khảo Trấn Thành. Bạn này không tốt nhưng không tệ. Có nghĩa là bạn không tốt so với chính bạn thôi. Vì vậy cho nên khả năng đi xa của bạn vẫn rất là cao, nên tôi nghĩ là tôi chọn. Trấn Thành đã chọn, nhưng hai vé chờ chắc chắn rồi. Ngay bây giờ xin mời Thanh Hiền chúng ta về vị trí chiếc ghế cuối cùng của vé chờ, xin mời. Và đến với thí sinh Trường Dũng, xin mời giám khảo Trấn Thành. Có thể cho những người khác trước không? Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Mời anh. Tôi cũng cho bạn Trường Dũng vé chờ. Lại là một vé chờ. Xin mời giám khảo Cẩm Liên. Đứng ở trong đêm diễn ngày hôm nay thì Ly sẽ cho anh Dũng vé chọn. Một vé chọn đến từ giám khảo Cẩm Liên. Và bây giờ là quyết định của giám khảo Trấn Thành. Nếu chưa đủ thuyết phục để tôi đưa ra vé chọn thì chắc là anh ngồi chờ một tí vậy. Vậy là thí sinh Trường Dũng của chúng ta là vé chờ. Và vị trí 6 vé chờ cũng đã đầy. Lắp đầy rồi. Và bây giờ là quyết định chọn lựa của các vị giám khảo. Chọn thí sinh tiếp tục vào ghế chọn hay là loại? Tôi chọn Thanh Hiền và Lê Trang. Trang. Tôi chỉ đang vote cho Thanh Hiền và Lê Trang ngay giờ phút này. Người nào nhận được nhiều đồng tình nhất từ giám khảo, người đó sẽ qua đây, vậy thôi. Thật sự đây là cơ hội dành cho 6 chiếc ghế chờ. Các bạn thân mến, các bạn sẽ có cơ hội được di chuyển qua ghế chọn và các bạn sẽ an toàn với vị trí của mình. Hiện tại đầu tiên là Thanh Hiền và Lê Trang. Nếu mà để mà chuyển từ ghế này qua ghế kia thì Ly cũng vote cho bạn Lê Trang với lại Thanh Hiền. Xin được cảm ơn chị Tư. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, mời anh. Có vẻ trọng trách khá là khó khăn. Anh chỉ được đưa ra một cái tên thôi. Anh thì cũng có cảm tình ở hai cái tên Lê Trường và Thanh Hiền. Nếu anh cũng thích Lê Trường và Thanh Hiền
hai người thích Lê Trang và Thanh Hiền. Vậy thì Thanh Hiền là được 3 phiếu. Vote. Vậy là chúng ta chúc mừng cho Thanh Hiền sẽ được di chuyển từ hàng ghế chờ qua hàng ghế chọn. Chúc mừng bạn. Và xin mời thí sinh Thanh Hiền. Mọi người thấy không? Trời ơi, cô gái qua đây xúc động dữ lắm. Cảm ơn em. Chúc mừng em. Và ngay bây giờ... mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay. Mùa đông ơi, ngoài kia người tôi yêu lẻ loi, xin hãy gom mây đừng để mưa mãi rơi lối ấy. Muốn đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy. Những người, người vẫn đi mưa mãi rơi đầy. Lạc mất lối, làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa. Vì những ân tình người mang theo thành băng giá. Dù chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần. Mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay. Này mùa đông ơi, ngoài kia người tôi yêu lẻ loi, xin hãy gom mây đừng để mưa mãi rơi lối. Đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy. Nhưng người, người vẫn đi mưa mãi rơi đầy. Lạc mất lối, làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa. Vì những ân tình người mang theo thành băng giá. Dù chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần. Lạc mất lời, làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa. Vì những ân tình người mang theo thành băng giá. Một lần nhìn lại phía sau, hãy
lần dù chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần. Hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần. À, với cái chất giọng này á, thì ngoài cái khả năng là gọi là mô phỏng cái giọng của Bùi Anh Tuấn á, thì có bao giờ bạn thử mô phỏng của một giọng ca sĩ nào khác mà cái tông giọng nó cao hay không? Cũng hay hát nhiều những ca khúc của Bằng Kiều, nhưng mà người ta cũng cứ bảo là thấy giống Bùi Anh Tuấn. Hát bài của Bằng Kiều mà vẫn là giọng của Bùi Anh Tuấn à? Dạ vâng. Vẫn giống Bùi. Em thử một câu em của Bằng Kiều câu đi. Tình yêu dấu kín cho em đã bao ngày thầm lặng, nhìn em không nói nên câu biết nói chi đây. Vẫn là Bùi Anh Tuấn. Mà cái này nó giống Bùi Anh Tuấn hơn cái bài vừa rồi em hát. Em để ý là em mà bị tập trung nhiều là em là em. Em tập trung ở một mức độ cao độ nhưng vừa phải, thì mình mới có đủ cái độ tỉnh táo để mình truyền cái năng lượng hết cả khán phòng. Còn em mà tập trung mà 100% vô trong đầu em á, thì cái năng lượng nó nằm đúng một cái cục sáng nghe em, và nằm y chỗ đó, nó giữ yên chỗ đó, nó uổng lắm. Cái bài vừa rồi em hát thật sự nhá, rất nhiều chỗ giống Tuấn, em đỡ hơn hai bài đầu rất là nhiều. Anh nói em góp ý em có tiếp thu nhanh. Tuy nhiên một trong những cái điểm mà hiện nay giờ anh lại phát hiện ra cái mới của em là em kiểm soát nhịp không ổn lắm. Tại sao Tuấn hát nó có cái độ co giãn là vì Tuấn biết đường đi của nhịp, nên muốn bỏ nhỏ, ngắn, lời, dài, rút, lời là được hết. Còn em đang dò đường, em hiểu anh không? Em thử hát cho anh hai câu đầu đi, anh giả bộ thi phạm cho em biết cái cảm giác đó liền. Người yêu ơi, ngoài kia mùa đông đã rơi, lạnh không em, lẻ loi bàn tay giá rơi. Em là tách nhịp freezing, khi tách là em dừng hẳn luôn. Tuấn tách ra nhưng vẫn trầm trong hơi, một hơi. Người yêu ơi, ngoài kia mùa đông giá rơi, về đi em, lẻ loi bàn tay giá rơi. Có nghĩa là khi tách là ngưng lại thôi, chứ không phải là lấy hơi. Nó nằm trong một hơi, em hiểu anh nói không? Nên người ta hiểu cái đường đi nó như thế nào để người ta lấy cái cột hơi nó đủ chắc để ta giữ lại. Còn em là em dừng là em dừng luôn, nên nó không có cái sự liền mạch những khi hát chậm. Điệp khúc thử lại, điệp khúc nè. Lạc mất lối, làm sao tìm nhau giữa một trời. Đó, 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 giữa em vẫn là giữa thẳng. Lạc mất lối, làm sao tìm nhau giữa bầu trời, giữa dòng xuống liền là nó là hình mà nó miết lên. Tuấn nó hát như người ta đang làm mì kéo sợi Trung Hoa đó, em hiểu không? Anh nói thiệt mà, em tưởng tượng cái hình ảnh nó ra. Em muốn vũ mạnh thì nó giãn ra, em muốn em bóp thì nó co lại, thì Tuấn nó hát như vậy. Còn em hát em tách ra từng khúc, ngắt cái miếng bột đứt ra trơn. Về nghe kỹ lại giùm anh. Dạ vâng. Chị phát hiện thêm điểm này cho em nè. Khi Tuấn hát á, nó thể hiện cái tình yêu của Tuấn. Từng câu hát trong đó Tuấn sẽ dùng cái từ nào để nhấn cái nội dung, cái điều muốn nói với người mình yêu. Cho nên cái sự tha thiết và yêu quý phụ nữ trong từng cái động tác của Tuấn liên kết với cái lời bài hát. Nó giống như là yêu một người, người ta và cho đi tất cả một sự tha thiết. Còn nhưng mà trong em thì mới có là yêu, nhưng mà yêu bản thân em đang yêu thôi, chứ còn em chưa quan tâm tới cái đối tượng kia phải níu kéo bằng mọi cách như thế nào. Thì Tuấn lại có cái điều đó, cho nên bây giờ em phải có cái sự kết nối. Đầu tiên là hát cho ai, cho người phụ nữ mình yêu, thì cái từng cái lời nói nó phải đi theo cái động tác. Còn bây giờ mới là chỉ là tâm sự của em dựa trên cái bài hát đó và một chút xíu hao hao của Bùi Anh Tuấn. Xin cảm ơn hai nghệ sĩ. Xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Nếu như không phải ca sĩ thần tượng thì cái màn trình diễn vừa rồi anh rất là thích. Thích vì một cái bài hát của nhạc sĩ Tiến Minh quá sức là hay. Lúc mà cái bài này vang lên thì có quay sang để nói với cô Chanh đó là không biết bài này mà thể hiện với cái chất của cô Phương Thanh thì nó sẽ
giằng xé, nó sẽ lạnh lẽo và mạnh mẽ, cô thê đơn thiết, cô đơn đến thì nào. Cái bài này hợp Chanh nha, hay là đợt okay. nào Chanh thử cái bài này okay. là đi. Hợp Chanh nha. Nếu mà Chanh mà hát thì nó sẽ ra rock chút xíu, ballad rock mà đó. Nó hơi đúng là kiểu đau khổ, chia tay nhưng mà dứt khoát. Thì chị sẽ thử bài này. Cảm ơn em nay cho chị cái cảm xúc để chị thử bài này. Bài này rất hợp Chanh. Quay lại là anh, cái phần trình diễn của Tuấn Phương vừa rồi là anh rất là enjoy, rất là tận hưởng. Anh rất thích và trong đầu anh cứ suy nghĩ là ô, cái phong cách của em trình diễn lịch lãm và rất là ra dáng quý ông. Tuy nhiên là chính điều đó nó lại là em á. Anh đang xem là Tuấn Phương thôi chứ không phải là của Bùi Anh Tuấn nhiều. Bùi Anh Tuấn thì ra sân khấu mọi người sẽ thấy là giống như một cái kiểu lù khù á. Lù khù và hơi bối rối, nhưng mà nhạc vừa lên và cái câu hát bắt đầu vào. Và đặc biệt là những cái câu mà cao vút lên, càng cao càng treo và càng cao trào hơn nữa, thì cái nội lực và bao nhiêu cái tình yêu, bao nhiêu cái sự lãng mạn, lãng tử trong cái chất của một cái chàng hoàng tử nhạc pop á, nó thể hiện ở Bùi Anh Tuấn rất rất là rõ. Đó thì hôm nay em thể hiện cái chất lịch lãm như một quý ông á, nó pha pha Bùi Anh Tuấn, pha pha Hà Anh Tuấn về cái ngôn ngữ cơ thể và cái ngôn ngữ về trình diễn á. Thì em sẽ học thêm nếu như mình có cơ hội tiến sâu vào hơn, để mình thực sự mình hóa thân. Ngồi nhìn xa xôi, một mình trong bóng tối, chỉ một mình tôi. Lạnh lùng có gió buốt, bỗng nước mắt rơi nhẹ đắng khóe môi. Rồi một ngày nữa lạ trôi. Ngồi tìm ai đây, giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây. Rồi vội vàng gom lấy chút ít bóng đêm, tìm phút ấm êm một ngày đông đêm. Tìm ai chợt về giữa sương mà loay hoay anh ngỡ như đang mơ. Em ngày nào vẫn hoang sơ, ai biết cứ mong chờ. Rồi khi bóng đêm tan, hoang mang giữ lấy giấc mơ đang tan dần. Khi anh lang thang một mình ba Trần Thành, chị Thanh và anh Nam ạ. Ngồi nhìn xa xôi, một mình trong bóng tối, chỉ một mình tôi. Lạnh lùng có gió buốt, bỗng nước mắt rơi nhẹ đắng khóe môi. Rồi một ngày nữa lại trôi. Ngồi tìm ai đây, giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây. Rồi vội vàng gom lấy chút ít bóng đêm, tìm phút ấm êm một ngày đông đêm. Tìm ai chợt về giữa sương mà loay hoay anh ngỡ như đang mơ. Em ngày nào vẫn hoang sơ, mình bơ vơ tìm nỗi nhớ giữa
mơ hồ. Thưa quý vị, chàng thí sinh điển trai của chúng ta Tuấn Phương với ca khúc Mơ Hồ hóa thân thành Bùi Anh Tuấn. Và xin mời ba vị giám khảo sẽ nhận xét cho tiết mục này. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Hôm nay hát lợi hại lắm đấy. Giờ khoan nói tới Bùi Anh Tuấn nha. Riêng bạn, nếu như bạn đi hát với cái giọng hát như thế này thì thật sự là quá tuyệt vời. Tụi ở đây ạ. Cái bài mà nốt cao nó treo liên tục mà hát chắc, nhịp nhàng, mọi thứ ngon lành. Thì nói với Bùi Anh Tuấn, lần này trong giọng bạn có Bùi Anh Tuấn nhiều hơn lần trước rất là nhiều. Rõ ràng là về bạn có nghiên cứu, rõ ràng một sự tiến bộ vượt bậc. Cái gì cũng vậy thôi, khi mình nỗ lực thì mình phải có những cái phần thưởng riêng của mình thôi. Và rõ ràng là phần thưởng của bạn là ngày hôm nay những tràng pháo tay cho mỗi một lần lên tông, cho mỗi một lần lên rất cao của bạn, nó đã cho bạn thấy được cái sự phấn đấu của mình là hoàn toàn xứng đáng. Anh cười năng lắm. Anh hy vọng lần sau em có những cái thái độ của Bùi Anh Tuấn hơn là cái chỗ này nè. Thì khi mà giọng hát mình có rồi, mình phải bắt đầu để ý cái phần trình diễn. Tuấn hay vậy nè, nó làm gì nữa cô, nó cứ làm gì nữa kiểu sợ cả thế giới vậy nè, kiểu em hiểu không, hiểu không? Tuấn hay vậy, nó có cái gì nè, nó sẽ đẩy mắt kiến không rớt, nó cũng đẩy nữa, cái gì nó cũng đẩy, nhớ không? Phải để ý những cái tiểu tiết đó của người ta để mình diễn. Tại vì khi mình hát nó hay, bài đang tình cảm, mình diễn cái người ta cười, hai cái cảm xúc nó sẽ bổ trợ nhau rất là nhiều. Trong cái cuộc thi này tôi đã nói rồi, một là phải hát giống tuyệt đối tuyệt vời, hai phải làm cho khán giả cười bởi những cái động tác của các ca sĩ. Đó là hai cái chìa khóa giúp tụi em thành công. Cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh. Trấn Thành khen em hết rồi nên chị sẽ không khen nữa. Bài hát này khó thật, và em hát chị cũng nín thở theo em, quá là căng. Chính vì căng quá cho nên em mới thể hiện được chính em ở cái phần là hình thức của em thôi. Còn bài hát là của Bùi Anh Tuấn. Em sẽ phải tìm một bài hát không phải là bài khó nhất của người ta, mà bài hát nào mình dễ hóa thân nhất. Một cái lời khuyên rất là hay đấy, thật sự. Bây giờ em bị tập trung về tâm lý, về bài hát nhiều quá thì cái phong thái bên ngoài em sẽ bị bỏ quên. Mà phong thái đó chị nghĩ là em có thể làm được, không khó. Bởi vì em có những điểm cực kỳ tương đồng và đã là thuận lợi cho em rất là nhiều. Chúc em thành công. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn hai nghệ sĩ. Xin mời đại diện Hoàng Nhật Nam. Anh không đánh giá cao Tuấn Phương trong những lần thi trước. Thật sự là vậy. Nhưng mà hôm nay là qua cái tiết mục này thì em đã làm anh thay đổi suy nghĩ. Wow. Bởi vì anh thấy cái nội lực trong em nhiều hơn. Bình thường thì em đã có một cái chất nào đó cũng một chút rất là lãng tử. Nó cũng là một cái mà thuận lợi khi em hóa thân thành Bùi Anh Tuấn, nhưng mà cũng có một cái là cũng hơi là khó đó, để mà em hóa thân hoàn toàn. Chính xác. Bởi em đang bị giống như có một cái sự căng cứng đó, em chưa thoát khỏi cái tôi của chính mình. Chính xác. Và điều này anh có thể thấy được. Và anh thấy được nữa là cái sự cố gắng của em rất rất là nhiều trong cái ngày hôm nay. Và anh có cảm giác hôm nay là cái hôm mà cuối cùng em sẽ hát. Lúc đầu em cũng nghĩ là em sẽ hát nếu như không không được thì thôi ạ. Nhưng mà nó thiếu một cái độ bay bổng. Hôm nay em bị căng thẳng cho nên là nó vẫn còn thiếu đâu đó cái điều đó. Nhưng mà cái điều này thì anh nghĩ rằng là vẫn có thể châm trước được, bởi vì chất giọng của em thì quá đẹp. Quá tuyệt vời. Vâng. Như vậy là hôm nay thì ban giám khảo rất thích giọng hát và phần thể hiện của em. Chỉ hy vọng là em sẽ phải là một cách nhẹ nhàng hơn, giải phóng mình chính mình hơn, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là ban giám khảo sẽ lựa chọn cho bạn như thế nào. Hồi nãy thì Nguyễn Khang đã hỏi nghệ sĩ Trấn Thành trước rồi, cho nên bây giờ sẽ hỏi chị Phương Thanh trước. Chọn hay chờ? Mời chị. Chọn. Một chọn. Cảm ơn chị ạ. Tiếp theo, xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Đáng lẽ là chọn, nhưng mà thật sự ra này không may cho bạn là một trong những người thi đầu, nên tôi muốn được xem nhiều hơn. Biết đâu có những bạn khác cũng sẽ có phấn đấu như bạn để tuần này hoàn toàn lột xác thì sao. Nên hy vọng bạn sẽ chờ. Chờ. Như vậy chúng ta có một chọn, một chờ. Và bây giờ nói về nội tâm thì không ai qua được anh cả. Mời anh. Anh cũng đánh giá cao em hôm nay với những cái sự thay đổi rất là nhiều. Tuy cũng còn nhiều những cái vấn đề như đã góp ý, nhưng mà trái tim nội tâm của anh thì mách bảo rằng phải chọn em. Vâng. Thường mấy người nội tâm hay gặp nhau ở cùng tần số lắm, mà họ sẽ có sự đồng cảm. Vâng.
Thành ơi đừng giật mình nữa Thành. Cái đó nó thành thương hiệu rồi. Tôi sợ nhất là cái vụ trái tim mất bảo rồi đó. Trái tim tôi nội tâm lòng. Phải có nội tâm nữa. Ôi ơi, tôi nổi da gà nè. Vâng thưa quý vị, như vậy là chàng trai của chúng ta có 2 chọn 1 chờ. Mời bạn sẽ qua với chị Nhung ngồi đợi bên kia. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không tin những gì em đang tâm lừa dối. Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi không muốn biết rằng tôi đang dần mất em. Tha từ mình lừa dối bản thân, ngập ôm tình yêu hôm nào. Để từ mình chìm đắm với những khát khao đã xa tầm tay. Tôi không nghe, tôi không thấy, nhưng tôi biết những gì em quay lưng tìm kiếm. Em yêu ai, em yêu ai, em yêu ai cũng đành dù lập trường đắng cay. Sự thật nào cùng qua rất xa, dẫu ta nên đau chấp nhận. Nhưng cuộc tình tàn của đôi tim cách xa mới bao hơn nhé. Không phải thứ là phiêu mệt baby. You did to me, sẽ có lắm nước mắt tuôn rơi. Dù rằng sau đôi mắt kia là bóng tối. Because I do love you, my baby. Took care of anything you did to me. Nhưng tất cả là trong giấc mơ. Vì ngoài kia em đã tìm được hạnh phúc. Em là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao. Trong nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim xúc tiếng yêu thương. Đừng ai chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Sau có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay. Lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình già nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rồi. Sẽ mãi che cho em một đời về sau. Mãi giữ đi cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi. To love you my baby. Don't care for anything you did to me. Sẽ có lắm nước mắt tuôn rơi. Dù ngang sau đôi mắt kia là bóng tối. To care for who loves you my baby. Don't care for anything you did to me. Nhưng tất cả là trong giấc mơ. Vì ngoài kia em đã tìm được hạnh phúc. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một bản mashup mà với cá nhân của Nguyên Hằng cảm nhận được là quá tuyệt vời. Trước khi để ban giám khảo của chúng ta chia sẻ cũng như là đoán thì cho phép Nguyên Hằng mời các bạn chúng ta giới thiệu đôi nét về mình. Mời anh áo đỏ. Dạ vâng ạ, lời nói đầu tiên cho phép em tên là Quân Sự xin gửi lời chào đến và vị giám khảo và tất cả khán giả trong trường quay ạ. Em làm công việc gì Sự? Dạ em đang là một ca sĩ hát tự do thôi ạ. Ca sĩ hát tự do, cảm ơn em. Xin mời anh tiếp theo. Em xin gửi lời chào đến ba vị giám khảo và tất cả khán giả trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên Vĩnh Phúc, em đến từ Tây Ninh.
Phúc làm gì? Dạ, nghề nghiệp của em là em chạy xe, tài xế, chạy xe ở nhà. À, tài xế đường dài hả? Dạ không, em chạy chỉ ở Tây Ninh và đi Bến Tre, em đi lấy hàng về bán. Bạn bán hàng gì vậy? Dạ, em bán dừa khô và bưởi ở Bến Tre. Cảm ơn bạn. Xin mời. Phải chi đẩy dài trái bưởi lên đầu rồi. Đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Trần Thành, chị Phương Thanh, anh Nam cùng tất cả các vị khán giả có mặt tại trường quay. Lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất ạ. Em tên là Đặng Tuấn Phương, em cũng là ca sĩ tự do và em đến từ Hà Nội ạ. Mời em. Em xin chào ba vị giám khảo ạ. Xin chào tất cả các bạn trong trường quay. Em là Phương Nga và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đến từ Hà Nội. Hai bạn là ca sĩ luôn đúng không? Dạ đúng ạ. Bây giờ xin mời ba nghệ sĩ của chúng ta sẽ đoán và chia sẻ cảm nhận của mình. Quân Sự là Nưu Phước Thịnh nè. Trai bán bưởi nè. Vĩnh Phúc. Dạ, Ưng Vĩnh Phúc. Là Ưng Hoàng Phúc đúng không? Rồi thứ ba là Tuấn Phương là Bùi Anh Tuấn. Đúng. Và cuối cùng Phương Nga là Hồ Quỳnh Hương. Dạ, wow, cũng đủ để nhận đó là thành công rồi. Ưng Hoàng Phúc rõ nét hơn nè, nghe là biết liền nè. Bùi Anh Tuấn nghe là biết liền nè. Nưu Phước Thịnh thì Phương Thanh hơi lựng khựng một xíu mới đoán được. Và Hồ Quỳnh Hương phải lựng khựng hết vài câu mới vào được. Cho nên là với bốn bạn trong một tiết mục chung như vậy thì để thấy là Ưng Hoàng Phúc và Bùi Anh Tuấn có một sự nổi trội nhiều hơn. Còn cái phần soi mà moi rồi móc ra những cái gọi là có lợi cho các bạn, phải gọi là thánh soi trấn thành. Nưu Phước Thịnh, lâu quá hát gì mà run dữ vậy em trai? Em có rất là nhiều những cái em để ý được của Nu. Tay em hát, cái chân em nghiêng nghiêng, cái tay có hết, em có cảm giác của Nu hết. Em biết là em cũng mê Nu lắm, nhưng mà vì em run đó, em run nên em mới hát không quá tốt. Chứ nếu em bình tĩnh em sẽ hát tốt hơn, anh tin là vậy. Cân nhắc nha em trai, lát nó vô chi tiết mình nói sau hen. Anh Đương Hoàng Phúc, anh nhớ giùm em cái đoạn, những cái câu đầu tiên của anh vào. Anh Phúc thì anh hát nó hơi giống như là đàn ông á, sấn vô. Nhưng mà sấn nó không đồng nghĩa với việc là mình muốn hát cái gì mình hát. Anh còn yêu, anh còn thấy những gì. Thì anh phải làm sao cho nó ít ra nghe cái ra. Nhịp nó nảy, nảy nhịp. Chứ anh đừng có hát gọi là vô tư quá. Thì nhiều khi nó lại ra là cái người giống như kiểu không biết hát. Thì nó lại không ra lắm. Nha anh trai, cái đoạn sâu thì anh rất là giống. Những cái ngân, những cái câu mà giọng mà để bẹt ngang ra, cam thanh bẹt ngang ra anh làm rất là tốt. Nhất là những cái staccato, những cái mà với nhau đã làm cái đó hay. Rung, cái rung rất câu. Tốt. Bùi Anh Tuấn để ý những cái câu lên. Tuấn hay nhất là những cái câu cao mà ta quen nhau đã bao lâu rồi hơi đeo, thấy không? Nhất bỏng một cái gì để đây lơ lửng tí rồi hắn đáp xuống. Thì em thiếu những cái đó. Hồ Anh Hương thì em hơi lép vế trong vòng này, nhưng anh rất là thông cảm, là bởi vì cái bài vừa rồi anh nghĩ là để có chữ ký của chị Hương nhiều, nó cũng không có cái đoạn đắt giá để hỗ trợ cho cái voice của em. Thì để anh chờ những bài sau. Nhưng anh cũng hy vọng em để ý một tí. Chị Hương là kỹ thuật chị rất là chắc. Và có những chữ chị hát bằng cái cột hơi nó bổng á. Nó không có dùng chest voice quá nhiều đâu. Gọi là cái giọng nó phải bay bay mới ra chị Hương. Nên em để ý kỹ là một tí. Hồi nãy anh thấy em hát chest voice nhiều quá, nó không có ra. Thì anh hy vọng là mọi người bình tĩnh nha. Trận chiến đầu tiên coi như chào sân. Nhưng nói chung nghe chào sân mà hát như vậy đối với Thành là tốt. Cảm ơn các bạn. Wow, một cái bàn chào sân vô cùng ấn tượng đúng không ạ? Khiến cho mọi người cảm thấy rất thích thú. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe lời nhận xét từ hậu duệ của ảo thuật gia David Copperfield. Xin được giới thiệu anh David Copper Nam. Anh Nam cũng thấy hơi sai sai khi mà chọn một cái chiếc áo, bởi vì anh phân vân quá không biết nên mặc chiếc áo sơ mi nào. Cho nên là đã chọn một cái sự mix như thế này, trở thành một cái đề tài và niềm vui của tất cả mọi người. Với cái màn chào sân của bốn em, với bốn cái màu sắc âm nhạc rất là khác nhau. Nu Phước Thịnh, bạn Quân Sự, anh thấy em ở trên cái bục đó, rất là nhiều những cái động tác về hình thể và cái giọng hát. Thấy em rất hào hứng khi mà ra sân khấu rồi. Và cái bài hát kết rồi, khán giả vỗ tay, em vẫn chưa hết cái... Trong đó nó có cái sự vừa hồi hộp nhưng mà cũng có cái sự phấn khích ở trong đó. Các cái điểm góp ý khác thì hai giám khảo đã nói. Nhưng mà anh nghĩ rằng với cái nguồn năng lượng đó, cộng với cái chiều cao này, một cái vóc dáng cũng khá là tương đồng với Nu Phước Thịnh, thì anh nghĩ rằng là đó là lợi thế của em. Tiếp đến đó là bạn Vĩnh Phúc. Bạn Vĩnh Phúc tuy không phải là dân chuyên nghiệp đúng không? Và cũng không có nhiều gọi là cái sự trải nghiệm trên sân khấu.
Nhưng mà thấy anh thể hiện rất là say sưa với thần tượng của mình. Anh có cái sự đào sâu nha, có rất nhiều những cái động tác tay chân, những cái nhún người hay là những động tác hình thể rất rất là giống với thần tượng của mình. Và cái thời đó thì áo jean nè và quần jean mà ống bát á là lên ngôi luôn. Thời đó là anh cũng có đi sắm một bộ y anh như thế này. Anh cũng sắm một bộ như vậy nữa hả anh? Hồi đó có sắm mà. Nhưng mà sao cái phong cách thời trang đó bây giờ nó đổi qua như vậy rồi anh? Đó là về mặt thời gian, đôi khi tuổi tác của mình đó. Tuổi tác của mình đó hả? Đúng rồi, tuổi tác nó làm cho tâm sinh lý của mình nó thay đổi. Rồi mà tiếp tục à. Tuấn Phương thì có cái sự từng trải trong cái giọng hát. Từng trải ở đây đó là cái kinh nghiệm của em á. Em hát rất là chắc luôn, nghe rất là thích. Những câu đầu tiên trong bài Buông thì khán giả vỗ tay rào rào. Nhưng mà sau đó càng về sau thì nó chưa có những cái nét nhấn đặc biệt. Thì em chú ý những cái phần song ca và đơn ca tiếp theo nha. Cuối cùng là Phương Nga, một cô gái cũng rất là xinh đẹp. Anh cũng mong chờ là em sẽ tỏa sáng trong những cái phần tiếp theo. Một phần đầu thì anh cũng đồng quan điểm với các giám khảo khác là Phương Nga hơi bị mờ nhạt hơn so với các bạn. Nhưng mà không sao, những vòng sau chúng ta còn có hai cơ hội nữa thể hiện mình. Anh chúc các em sẽ dành một tấm vé để đi tiếp vào vòng trong. Khởi đầu khá là suôn sẻ, nhưng nó sẽ là áp lực cho các bạn ở những phòng tiếp theo sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa. Lần nữa xin được chúc mừng 4 thí sinh của chúng ta với vòng đầu tiên. Cảm ơn các bạn.